Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một người trong cuộc Lộ Uyên, năm, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba học viện ngoại ngữ, lớp một khoa tiếng Anh đại học C, ký túc xá tầng 14 phòng 207. Việc này nói ra cũng khá lúng túng, ban đầu là Lâm Thông Thông nói cho tôi. Nó thật sự không hổ tên là Lâm Thông Thông, tài thính mắt tin, ngày đó đột nhiên nó gửi tin nhắn hỏi tôi mày với thẩm kỳ phồn đang yêu nhau hả lúc đó tôi đang ở sân luyện tập mới vừa chạy xong vài vòng uống một hớp nước rồi ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh vừa cầm điện thoại đã thấy cái tin nhắn này đoán chắc nó gửi lộn người rồi nên tôi trả lời lại bằng dấu chấm hỏi thẩm kỳ phồn vừa hay đang chơi bóng trên sân tôi mới quan sát cậu ta hai cái cậu ta yêu đương á tôi còn suy nghĩ một chút gần đây thường thấy cậu ta nhìn điện thoại cười ngu mặt mày hớn hở ngay cả lúc này đang chơi bóng hình như cũng có chút khoe kỹ năng như thể có thần trợ lực của cậu ta ngồi đây vậy có khi thực sự là đang yêu đương với ai rồi tôi còn quay đầu quét một vòng quanh sân vậy mà không nhìn ra kẻ tình nghi nào hết mà tính ra chuyện này cũng không mắc mớ gì đến tôi hai chúng tôi mặc dù ở chung phòng trong túc xá hơn một năm nhưng bởi vì không phải cùng một chuyên ngành lên lớp cũng không chung đường lịch trình mỗi ngày cũng không giống nhau cậu ta đi sớm còn tôi thì về trễ hai chúng tôi không đi thăm hàng xóm khu ý là như vậy hơn nữa cậu ta tương đối ít nói nói với cậu ta một đống cậu ta trả lời lại tùm giao lưu cơ bản của hai chúng tôi cũng là cố định hai câu từ sáng tới tối tôi tắt đèn nha tùm được gọi là tương kính như tân thường thì sau khi chuyển đến nơi ở mới người ta thường mang quà cáp sang biếu hàng xóm xem như quà gặp mặt dùng từ này không phù hợp hả à xin lỗi nha ngữ văn tôi không quá tốt xém chút nữa không đạt yêu cầu học lớp phiên dịch dù sao thì ý đại khái của tôi là vậy đó, mấy bạn tự hiểu ha, cho nên Lâm Thông Thông gửi tới một tin nhắn như vậy, việc tôi cho là nó gửi nhầm người tuyệt đối là hợp tình hợp lý, thế nhưng chuyện sau đó làm tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi vì nó không chỉ không nói gửi sai người rồi, còn dùng một giọng điệu vô cùng thấu tình đạt lý nói với tôi, không có chuyện gì, anh em cũng không phải loại người tư tưởng phong kiến kia, khoa tụi mình cũng có mấy cặp đó thôi, không có gì, mày không cần giấu. Giấu giếm giếm với tao, Mày quen bạn trai hay bạn gái tao đều không có ý kiến, tao chỉ hỏi một chút vậy thôi, lần này tôi hoàn toàn bối rối luôn, tôi nói, hả, kết quả nó lại còn dùng cái giọng điều kia khuyên tôi, hơn nữa còn có chút không nhìn được, nói, ui, chỉ là bồ mày thôi, có cái gì mà phải xin lỗi, mời tao bữa cơm là được, tôi nói không phải đại ca à mày nói cái gì đó, tao thật không có mà tao với thẩm kỳ phụng còn chưa thân nữa thì bồ gì mà bịch hình như nó rốt cục cũng nhận ra sự bối rối của tôi sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi tôi thật sự không có hả tôi nói thật sự không có sao mày lại cảm thấy hai tụi tao quen nhau nó nói với tôi vậy sao tao luôn thấy nó không có việc gì cũng gửi tin nhắn cho mày mày nói chuyện với nó còn rất là mắc ói gọi nó là cục cưng gì gì đó mấy bạn có thể tưởng tượng lúc ấy tôi có bao nhiêu hoang mang không tôi quả thực đầu óc mơ hồ tôi tôi còn nói lời vô cùng mắc ói như vậy không hiểu ra sao khó bề tin tưởng tôi thật là hoàn toàn không tìm được manh mối mấy cái từ này tôi không có dùng sai đâu ha ừm vậy là được tôi nói mày xác định là tao có khi nào mày thấy lộn người rồi không thế nhưng lâm thông thông cực kỳ khẳng định nó nói chính là mày mà ảnh đại diện là mày tên tài khoản cũng là mày cái chuyện lạ này mấy bạn coi cái bức ảnh đầu tôi như đầu tôi như con chó nhà tôi cột thêm cái bím tóc này đi theo lý thuyết sẽ không trùng với người khác chứ. Hơn nữa tuy rằng Lộ Uyên không phải là cái tên gì hiếm gặp, nhưng cũng không đến nỗi đầy đường ra, ảnh ở đây là ảnh đại diện tài khoản của anh Điệp, hai nhân chứng mắt thấy tai nghe. Lâm Thông Thông, nam, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba học viện ngoại ngữ, lớp 3 khoa tiếng Nga Đại học C, ký túc xá tầng 9 phòng 412, tôi phải nói trước một chút, tôi chỉ không cẩn thận nhìn thấy, không phải cố ý nhìn bởi vì Thẩm Kỳ Phùng nhiều lần đứng bên cạnh tôi gửi tin nhắn nên tôi mới nhìn thấy, không phải cố ý nhìn, nói lại lần nữa, không phải cố ý nhìn, điều này đương nhiên rất quan trọng, mấy bạn nhất định phải nhớ nha, lỡ mà ai đăng lên mạng thì sẽ có người mắng tôi, nói tôi không tôn. Trọng chuyện riêng của người khác Tôi không phải là nhân vật chính cho nên cái này không quan trọng. Tại sao tôi không phải là nhân vật chính? Tôi chính là người đầu tiên phát hiện đó, ba, người trong cuộc. Lộ Uyên, tôi thật sự không nghĩ ra, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bản thân hoài nghi nhân sinh, bởi vì tôi và Thẩm Kỳ Phồn căn bản là không có nhắn tin với nhau được mấy lần, tôi nhanh chóng mở ra khung chat với Thẩm Kỳ Phồn, tốn cả buổi mới kiếm thấy tên cậu ta trong danh sách người liên lạc, song sau đó tôi phát hiện ký ức tôi không có vấn đề, lịch sử trò chuyện hơn một năm nay giữa hai chúng tôi đúng là tổng cộng không có mấy cái. 4. Nhân chứng mắt thấy tai nghe lâm thông thông cui ui tôi còn chưa nói hết đâu ngược lại nhiều lần tôi nhìn thấy thẩm kỳ phồn gửi tin nhắn cho lộ uyên thẩm kỳ phồn nói cái gì thì tôi không nhìn thấy nhưng mà tôi luôn thấy lộ uyên gọi nó là cục cưng ba cái cục cưng hôm nay ăn cái gì nè cục cưng lần sau chúng ta cùng đi ăn lẩu nha đó đó ui cha hà đúng còn có cái gì mà cục cưng chừng nào em về anh đi đón em nữa hai người bọn họ ở chung ký túc xá thì đón cái gì mà đón trời năm người trong cuộc Lộ Uyên, lịch sử trò chuyện cũng sẽ không giống mấy cái file, thêm cái dấu chấm đằng trước sẽ bị giấu đi cái gì chứ hả? Tôi nhìn nhiều thật nhiều lần, đúng là không có vấn đề mà, hai chúng tôi thật chưa từng nói mấy câu, không tin mấy bạn coi đi. 6. Từ đây trở xuống là lịch sử trò chuyện giữa Lộ Uyên và Thẩm Kỳ Phồn, toàn bộ nội dung tổng cộng hai trang Thẩm Kỳ Phồn. Tôi đến phòng đăng ký dịch vụ này, ông coi thử wifi ký túc xá nên chọn gói nào Thẩm Kỳ Phồn. Ảnh Lộ Uyên cái trung cấp đi tôi thấy được đó. Hai người mà xài cái mắt nhất thì phí tiền quá, cái phía dưới cùng thì tốc độ quá chậm, thẩm kỳ phồn. Ừm. Tôi cũng cảm thấy cái trung cấp tương đối phù hợp, thời gian. Một năm trước, thẩm kỳ phồn. Có phải ông đặt chuyển phát nhanh không? Tôi đang ở ít thông, thấy một bưu kiện viết tên Lộ Uyên, Lộ Uyên. À đúng đúng đúng, buổi sáng có gửi tin nhắn cho tôi mà tôi quên, thẩm kỳ phồn vậy tôi cầm về cho ông luôn ha, lộ uyên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, ông thẩm kỳ phồn. Không có chi, thời gian. 9 tháng trước, lộ uyên. À thì, tôi mới vừa phát hiện tôi ra ngoài mà quên mang chìa khóa rồi, ông giữ cửa cho tôi ha, che mặt thẩm kỳ phồn. Ừm, thời gian. 7 tháng trước, lộ uyên. Ông có ở ký túc xá không, thẩm kỳ phồn. Có, lộ uyên đợi chút nữa nếu có người tới tìm tôi ông nói cho nó biết con dấu để trên bàn tôi cho tự nó lấy là được thẩm kỳ phồn ừm thời gian hai tuần trước bảy người trong cuộc lộ nguyên mấy bạn coi tôi nói rồi mà thật sự đó giờ tôi chưa từng thấy ai nghe bạn bè nói mới biết mình chuyện mình có người yêu luôn cho nên tôi nhanh chóng chụp lại lịch sử trò chuyện rồi gửi qua cho lâm thông thông tự chứng minh mình trong sạch tám nhân chứng mắt thấy tai nghe Lâm Thông Thông, vậy tôi đã nhìn thấy cái gì? Chính người trong cuộc. Lộ Uyên, đúng vậy, vậy nó đã nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ là lúc tôi nhân cách phân liệt dùng một tài khoản khác sao? 10 người trong cuộc. Lộ Uyên, đương nhiên tôi rất hoang mang, ai đụng tới chuyện như vậy mà không hoang mang chứ, tôi cảm thấy lúc tôi mới sinh ra đối mặt với cái thế giới mà tôi không biết gì hết này cũng không hoang mang như bây giờ đâu cho nên tôi nhìn chầm chầm thẩm kỳ phồn và suy tư thật lâu, nếu như đầu óc và nhân cách của tôi đều không có vấn đề, đôi mắt lâm thông thông cũng không có vấn đề, vậy khẳng định chính là điện thoại của thẩm kỳ phồn có vấn đề. Điện thoại của cậu ta hoặc là có bút, hoặc là có bí mật, có. Thể là tôi nhìn quá chăm chú, có thể là tôi nhìn chăm chú quá lâu, đến lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, cậu ta trực tiếp bước về phía tôi, cậu ta thoạt nhìn có chút kỳ quái, hình như có chút do dự hỏi tôi đến xem chơi bóng hả, tôi cũng không biết lúc đó não tôi chạy đi đâu, tôi nói không phải, tôi đang nhìn ông, cậu ta liền bối rối, tôi cũng bối rối. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.